Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức cài đặt cái chữ ký trong cái Gmail. Thì tôi vừa gửi qua cái địa chỉ Gmail này một cái mẫu chữ ký. Ở đây đây chính là cái mẫu chữ ký. Thì các bạn sẽ copy trực tiếp cái mẫu chữ ký này. Copy. Bôi đen và nhấn nút Ctrl C. Copy cái mẫu chữ ký này. Sau đó các bạn kích vào cái biểu tượng bánh răng ở phía bên tay phải phía góc trên của giao diện Gmail, kích vào đây và các bạn kích vào nút cài đặt. Ở trong phần cài đặt ở tab chung thì các bạn kéo xuống phần phía dưới này, ở phần chữ ký thì các bạn kích vào cái nút sử dụng chữ ký và kích chuột vào đây, nhấn nút Ctrl V, tức là paste toàn bộ cái phần nội dung của cái chữ ký vào trong cái mục khung ô chữ ký như này. Và trong cái phần này thì các bạn sẽ sửa cái thông tin của bạn. Tấn Bình. Kinh doanh. Sài Gòn. Thì tất cả những cái phần thông tin về cá nhân như này thì các bạn có thể tự chỉnh sửa. Riêng đối với phần email này thì khi các bạn kích vào đây, kích vào cái phần email này, nó sẽ có hiển thị một cái khung phía bên dưới là thay đổi và xóa. Thì các bạn kích vào nút thay đổi. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhập cái thông tin địa chỉ mail của bạn, Sài Gòn chấm Bình, thì cái phần nội dung hiển thị bên trên nó cũng sẽ tự động nhảy theo như này. Sau đó các bạn nhấn vào nút OK thì cái phần email của bạn đã được thay đổi. Đấy chính là cái phần mà các bạn cần thay đổi, tức là cái phần thông tin cá nhân ở phía trên như này. Còn riêng cái phần bắt đầu từ cái logo này xuống phía dưới như này là những cái phần thông tin của công ty, các bạn không được thay đổi bất cứ một cái thông tin nào ở trong đây cả. OK, sau khi các bạn thay đổi phần thông tin cá nhân xong thì kéo xuống phía dưới và nhấn vào cái nút lưu thay đổi. OK, như vậy thì từ lần sau trở đi khi các bạn nhận soạn thư thì mặc định cái phần phía bên dưới này của bạn là đã có chèn thêm cái chữ ký cá nhân và kèm theo cái thông tin của công ty như này. OK, như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn về cách thức cài đặt cái mẫu chữ ký trong cái địa chỉ Gmail. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.